Anh muốn ớt sắc bỏ chung với ớt bằm của em luôn hả? Trời đất ơi, đâu ăn thử coi. Sáng nay nhà Trâm sẽ đi xuống vuông tôm của mẹ, xong rồi mẹ Trâm đi nấu đám, xong rồi mẹ Trâm mới về ngược lại trên nhà. Cậu Quý đang ở phía sau kìa mọi người. Hôm nay Trâm sẽ dẫn mọi người đi xuống vuông tôm của mẹ nha. Đi được vài km thì bắt đầu ghé ăn sáng nha mọi người. Ồ, bên kia đường người ta bán dừa nhiều lắm mọi người. Để anh zoom lên cho mọi người coi nha. Dừa dâu với dừa sim không luôn. Anh ăn ớt xay đi ha, ớt bằm đi ha. Ớt này ớt bằm chứ không phải ớt xay mọi người ơi. Ớt sắc. Ớt sắc hả? Vậy em ăn ớt này. Đó. Ăn cháo lòng nha mọi người. Em kêu cháo lòng thì cháo lòng ở dưới quê Trâm là ăn với bún nè. Cháo lòng ra rồi. Trước đi. Cháo lòng bánh tre mọi người ơi, lâu lắm rồi mới tìm được cái phong vị này đó. Trâm có kêu thêm một dĩa lòng nữa. Rồi đây lấy lòng. Dạ. Anh muốn ớt sắc bỏ chung với ớt bằm của em luôn hả? Trời đất ơi, đâu ăn thử coi. Trộn lên. Ăn chanh không, dắt chanh vô. Miếng tắc. Hả? Chì miếng tắc đi Quý. Hủ tiếu rồi ăn đi con. Đây. Rồi em sẽ chan nước mắm ớt vô. Ở nước Hòa thì ăn cháo lòng với bánh mì. Hồi đợt ăn cháo lòng Tiền Giang là ăn với bánh hỏi. Rồi em cảm ơn nha chị. Dạ. Đây có dĩa lòng nữa nè mọi người. Em kêu thêm một dĩa lòng nè. Bên kia thì cậu Quý ăn cháo lòng. Anh bạn nhỏ thì ăn hủ tiếu. Anh bạn già cũng ăn cháo lòng. Ngon quá trời luôn, đúng view Bến Tre luôn. Mà sao có hàng dừa nước kìa mọi người. Anh già cũng nhiệt tình quá ha. Đây là xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam nè mọi người. Đây là quê ngoại của Trâm. Đường này là vô nhà bà nội của mẹ Trâm nè. Đó, ấp Bình Đông. Theo sông nước con sông Tiền, anh trở về xưa vừa quê em. Đây là mọi người chợ Chòm Hổm. Năm 2020 á, cái đợt mà hạn mặn á, Nam Sung có tặng máy lọc nước ở đây nè mọi người. Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh. À, cái hệ thống là lọc nước nó còn nằm trong kia kìa. Chạy á, mà cậu Quý chạy chậm cực kỳ luôn. Bây giờ nó cà ghê, nó mới vô tới rồi mọi người. Mênh mông những vườn dừa xanh bên dòng sông mát ngọt êm đềm, quê hương Bến Tre thanh bình giờ thơ dưới nắng vàng lung linh. À, phải có cái bến phà muốn đi xuống vùng vuông tôm là phải đi qua một cái bến đò nha mọi người. Tôi tới bến đò rồi, em đi qua chiếc đò à, con sông nằm kề. Ôi đi tới cái bến sông rồi mọi người ơi, đợi chiếc đò bên kia nó qua nó rước mình qua sông mới được. Bên kia có rất là nhiều người đang chờ để được qua sông. Đây cậu Quý nè mọi người. Đó, cậu Quý dưới kia kìa. Bên đây là có anh bạn nhỏ nè. Trời ơi, bao la bát ngát luôn đúng không mọi người. Theo sông nước con sông Tiền, anh trở về xưa vừa quê em. Sông này là sông Cổ Chiên nha mọi người. Cái cầu Cổ Chiên nó nằm trên kia kìa. Đó, nếu mà đứng ở cái góc này là mình sẽ thấy được cái cầu Cổ Chiên trên kia rồi mọi người. Để em giúp cho mọi người coi nha. Đó, đó là cái cầu Cổ Chiên. Còn cái ghe bên này là nó đang chở gươm nha mọi người. Rươm á. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người phần tiếp theo nha.